cũng nằm trong diện di dời vì Thủy điện Lai Châu, 4 bản người Cống được chuyển lên nơi ở mới. Tuy nhiên, mới chỉ có 1 năm sống ở đây, một số khu vực đã có dấu hiệu sụt lún và gây nguy hiểm cho người dân. Đây là bản làng tái định cư của người Cống. Những con đường khang trang được quy hoạch thành hàng lối, dựa trên độ dốc của quả đồi. Nhìn trên cao, xã Nậm Khao như một tiểu thị trấn, khác biệt hoàn toàn so với bản cũ chật chội. Nhà cửa được khang trang, mà đường xá đi lại thuận, rất là thuận lợi, mà vào đến tận nhà xe máy và vào tận kiểm sản được, thì so với trước đây là rất là thuận lợi. Địa điểm tái định cư được san lấp trên đỉnh đồi trong năm 2015. Một năm sau đã được phân công cho các hộ dựng nhà. Nền đất còn quá mới, chưa đủ độ vững chãi cần thiết. Bất cập này lộ rõ ra khi mùa mưa tới. Chị Trảo Thị Hoa, một trong những hộ dân sống ở vùng sạt lở, rất lo lắng. Đất ở này thì rất là vất vả. Đêm này bọn trẻ con lại ngủ say, lại không tỉnh như người lớn mình. Khi nào sạt lở một cái, người lớn mình còn chạy ra được, trẻ con thì ngủ gối mấy lần cũng không dậy được. Thế xong rất sợ, lúc mùa mưa thì chỉ có gửi bà cô chú cho nó đi ở, để cho nó đi ngủ chỗ khác. Mà ở đây ngủ mới có 2 anh chị thôi. Mùa mưa ở xã Nậm Khao bắt đầu từ tháng 6, kéo dài cho tới khoảng tháng 10. Trong việc tìm đất dựng nhà, người Cống có những điều kiêng kỵ do tổ tiên truyền lại. Một trong số đó là không làm nhà ở nơi có mạch nước chảy qua. Họ cho rằng đó là điểm xấu. Để ổn định tâm lý cho người dân, chính quyền xã đã làm văn bản gửi huyện Mường Tè sớm có biện pháp khắc phục. Tình trạng sạt lở này thì mới mùa mưa đây thôi, tháng 7, tháng 8 thôi. Sau khi ngớt mưa là không có cái gì tình trạng sạt lở nữa, bởi đất mới cho nên trôi xuống. Cũng báo cáo huyện, báo cáo tỉnh lên phương án chuẩn bị thi công tiếp tục đầu tư. Trong lúc đó, mỗi lần có đợt mưa dài ngày, xã Nậm Khao lại vận động đưa các hộ dân về khu nhà trường học, khu nhà văn hóa xã ở tạm để đảm bảo an toàn cho người dân.